Bây giờ nó có như này. Cái hồ sơ của anh Nguyễn Thanh Tú đó, anh sợ được hết rồi. Tất cả những người trong danh sách để sợ lại hết. Đấy. Được á, thì ông Nguyễn Văn Khanh á, chính thức là ra đi lần trước mình đã nói rồi. Đấy, rồi và nhận được cái hồ sơ kiện rồi. Còn ba người. Bà Trần Diệu Trân, tức là vợ của ông Lý Thanh Hùng. Và ông Lý Thanh Hùng là hai người này. Lý Thanh Hùng là lý thuyết gia của mặt trận. Hai người này ở ngay ở San Jose thôi nhau này. Mà vẫn chưa nhận cái hồ sơ. Và người thứ ba là Hoàng Tứ Duy. Hoàng Tứ Duy là cháu gọi Hoàng Cơ Minh bằng bác. Thì bây giờ đó, ba người này đó, khi Nguyễn Thanh Tú mà sợ xong đó, tức là tống được, thắng đạt được đó, thì bắt đầu đó là Nguyễn Thanh Tú làm một cái motion để xin được xử. Thì bây giờ cái trước hết đó là câu hỏi đặt ra đó, nếu mà anh Nguyễn Thanh Tú mà không sợ được ba người này, tức là không nộp, bắt ba người này nhận cái hồ sơ này thì sao? Thưa quý khán giả, đăng công báo. Dạ, có tất cả nó theo luật của Mỹ á, là đầu tiên anh phải đưa tận tay cái người đó, và khi mà cái người đó không nhận vì lý do gì đó thì cái người mà đi đưa đó phải viết xác nhận rằng tôi đã tới địa chỉ này hay là chỗ này kia, tôi không gặp được này kia. Thông thường là mình dùng người cảnh sát khoảng $40 thì nó tốt hơn. Ngày xưa đó, thì đây nhân tiện nói đây cũng cảm ơn Dr. Yêu. Tôi cũng trả tiền đàng hoàng. Nhưng mà Dr. Yêu thì lấy mỗi hồ sơ ra 10 đồng thôi. Tức là cầm cái hồ sơ bóng Dr. Yêu cầm lên. Có lần đi gặp Phan Kỳ Nhân ở trong cái đại hội cộng đồng. Ông Phan Kỳ Nhân nhìn thấy Dr. Yêu cầm cái phong bì, ông đang không trồng ngon tới, nhìn thấy không người, ông quay ngược trở lại. Ông Dr. Yêu hỏi, anh Hùng, ông Nhân ông không nhận. Anh bảo anh tới trước mặt ông đó, anh vứt xuống chân cho tôi là xong rồi. Về viết tờ báo cáo, okay, tôi đã gặp ông Quan Kỳ Nhân. Đấy, ông Quan Kỳ Nhân từ chối không nhận đơn kiện của ông Nguyễn Phương Hùng. Tôi đã vứt xuống dưới đất trước mặt ông Quan Kỳ Nhân là xong. Đó. Đó. Có cái thứ hai nữa là có thể mình biết địa chỉ của người ta. Mướn một người nào, cảnh sát thì càng tốt. Ông cảnh sát đó ông tới vứt vào. Và bác biết rằng tôi không phải trả tiền cảnh sát, lý do là trên 65 tuổi. Thành ra tôi được tòa án Mỹ nó quay, tức là cũng nằm trong cái đạo luật bảo vệ những người lớn tuổi. Tức là họ không tính tiền những người già nếu mà có những cái vụ kiện xảy ra. Trừ phi nào nó mình phải mướn luật sư thì lúc đó mình phải trả tiền tự ý của mình, còn không thì thôi. Cái ông cảnh sát mà tôi mướn ấy, ông tới nhà ông Văn Tấn Ngủ. Ông nói rằng tôi gặp một người đàn ông cao một thưa cao khoảng chừng 5'6", 5'7". Ốm ốm. Lúc đầu thì tôi tới thì tôi bấm chuông không có ai. Lúc tôi đi ra thì tôi thấy cái người đàn ông đó đi vào trong nhà đó. Thì tôi bấm chuông thì người đàn ông lại cũng không đi ra. Tức là có nghĩa là ông ở trong nhà nhưng mà nhất định không ra. Thì ông bảo là cái người đàn ông đó cái khoảng chừng là 100, tôi không nhớ, 130 pound, 140 pound gì đó, không đại khái như vậy. Và cao một thưa cái 5'7", 5'6", 5'7". Thì tôi lấy cái điều đó tôi để vào trong hồ sơ là coi như tôi đã sợ được ông Phan Tấn Ngưu đã nhận được hồ sơ của tôi rồi. Lý do và cái hình dáng mà người ta tả ra kia, và cái nhà đó là nhà của ông Phan Tấn Ngưu. Thì cái thứ ba nữa đó, nếu mình biết cái người đó có một cái cơ sở thương mại thì mình chỉ vật gửi cái thơ đó bảo đảm vào trong cái cơ sở thương mại đó. Hoặc là ông Dr. Yêu hoặc là ông cảnh sát, họ đi tới thằng đó họ vứt. Ngày đó, tháng đó, lúc mấy giờ tôi đã đưa cái hồ sơ kiện của ông Nguyễn Phương Hùng qua vào trong cái tiệm đó.
số mấy số mấy số mấy số mấy là xong rồi. Nhưng mà đó ông Nguyễn Thanh Tú này ông chơi cái đòn theo tôi nghĩ rằng á mèo vờn chuột, ông mày trốn thì tao cho mày trốn, cứ để cho mày bấp bênh như vậy. Thì sau khi ông Nguyễn Thanh Tú mà xu xong được cái lần cuối cùng á, ông Nguyễn Thanh Tú chứng minh rằng á là thứ nhất tôi đã nhờ người và không được, hoặc là tôi đã gửi tới địa chỉ và cũng không trả lời, và tôi đã vứt cái hồ sơ đó vào trong nhà của ông ta hoặc là vào trong cái cơ sở của ông ta theo đúng cái địa chỉ của cái Việt Tân. New bữa nay họ có tên mới bác không? New Việt Tân. New Việt Nam đó, thì tức là New Việt Nam tức là Việt Tân mới. Thì khi mà ra tòa họ đánh nhau mới lại ông Nguyễn Thanh Tú, luật sư Nguyễn Thanh Tú chơi cái đòn rất là cao. Nói ông Nguyễn Thanh Tú lập một cái tên Việt Tân. Thế là Hoàng Tư Duy mới Đỗ Hoàng Điểm vội vàng chạy ra, cái tên nó của tôi. Thì khi ra tòa thì các ông phải xác nhận, nếu mà của ông thì các ông phải xác nhận địa chỉ này kia thì đã có địa chỉ rồi. Đấy. Và bây giờ tự mình nhận mình là Việt Tân mà từ xưa nay thì mình lại không phải là Việt Tân. Thành ra cái chiều đó là luật sư của ông Nguyễn Thanh Tú rất là giỏi. Thành ra tôi nghĩ rằng nội trong năm nay, 2018 này là vụ án sẽ bắt đầu xử. Thì nhưng mà nó có hai cái, một cái về hình sự và một cái dân sự, giống như là cái vụ mà O.J. Simpson đó bác. Vâng. Đấy. Thì cái vấn đề hình sự đây đó, tức là nó sẽ truy tố về cái tội giết người và truy tố thêm một cái tội nữa, lường gạt Bộ Quốc phòng Mỹ và CIA về cái tội họ nhận hợp đồng để đi tìm người Mỹ mất tích tại Đông Dương. Và trong cái hợp đồng đó họ có quyền chuyển tiền bạc ra khỏi nước Mỹ để dành cho những cái chi phí cần thiết. Thì theo luật lúc đó là không được quá 4.000 đô la nếu mỗi lần chuyển ra ngoại quốc. Và nếu mà trên số tiền đó nó phải chứng minh rằng đó là những cái tiền về dịch vụ buôn bán hay là thương mại chứ không có không. Thành ra thì trong cái hợp đồng đó thì cái CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ cho phép tổ chức Việt Tân được quyền chuyển tiền ra nước ngoài để đi tìm người Mỹ mất tích. Thì cái vụ này Nguyễn Thanh Tú có cho biết FBI đang thương lượng với lại Nguyễn Thanh Tú là bỏ không thưa cái vụ hình sự này. Tại vì nếu mà đưa cái này ra nó sẽ lòi ra cái hợp đồng của Bộ Quốc phòng và CIA. Thành mà nếu mà Nguyễn Thanh Tú có theo đuổi cái này đó thì tốn rất rất nhiều tiền. Phải như là vài triệu đô la trở lên chứ không phải là ít. Tại vì những cái tập thể luật sư đó họ cho biết rằng họ đòi ít nhất phải đóng vào trong cái tài khoản đó là 5 triệu đô la. Và để sẽ được cái gì? Nguyễn Thanh Tú được cái gì? Không được cái gì hết. Chỉ được cái là dẹp được cái đảng Việt Tân này thôi. Và khi lúc đó đó thì đương nhiên thì khi mà nó lòi ra rồi thì những anh này sẽ đi ở tù này kia thôi. Thành ra là Nguyễn Thanh Tú bắt buộc phải lái qua một cái vấn đề dân sự. Vấn đề dân sự đây đó, tức là có ảnh hưởng tới đời sống của vợ chồng, con cái, những cái người mà còn lại ở trong cái để lo sợ, những cái ám ảnh này kia, cái đó thì chắc chắn không sao hết. Và lại có một cái hồ sơ thỏa thuận với lại những người sát thủ, tức là những người ám sát lúc đó, là họ sẽ ra tòa sẽ làm chứng. Thành ra cái vấn đề mà dân sự đó, mà nếu mà cái dân sự đó thì Nguyễn Thanh Tú chỉ được cái vấn đề là cái vấn đề mà gọi là cái xoa dịu được cái nỗi đau của mình, tức là xóa sổ cái đảng Việt Tân thôi, chứ còn không cấm họ tiếp tục hoạt động hay là ngưng lại cái việc ở chỗ đó hay là
Có thể là mà mộ thắp nhang cho bố và con đã làm được cái chuyện như vậy rồi. Cái mà cái người mà được lợi nhiều nhất trong này đó, phải nói là cộng sản. Bác không biết bác có đồng ý với tôi không? Tại vì bây giờ vô hình chung anh cộng sản là anh không ưa Việt Tân rồi, anh tuyên bố Việt Tân là được khủng bố mà cộng sản không chứng minh được là anh Việt Tân khủng bố chỗ nào. Bởi vì nước Mỹ họ không coi Việt Tân là tổ chức khủng bố, bởi vì anh khủng bố nước Mỹ không có. Họ không có, họ không tàng trữ vũ khí, họ không có bom bom mìn này kia, thành không thể kết tội Hoàng Tứ Duy hay Đỗ Hoàng Điểm hay là Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Định là khủng bố được. Còn nếu mà khủng bố tại Việt Nam á thì ok anh chứng minh đi và anh yêu cầu dẫn độ. Chứ còn bây giờ mà dẫn độ thì rất là khó. Mà chứng minh anh khủng bố thì Việt Tân không có bằng chứng. Anh Đào Minh Quân á, thì có bằng chứng rồi. Đấy. Thế mà còn với vấn đề dẫn độ Đào Minh Quân về đó là một cái vấn đề khó khăn nữa. Thành ra cái vấn đề này đó, nếu mà Đảng Cộng sản bỏ 5 triệu đô la ra, ví dụ như vậy, để cho Nguyễn Thanh Tú thưa hình sự, Bộ Quốc phòng với lại CIA, thì đặt câu hỏi ra vấn đề ngoại giao Việt Nam có dám làm như vậy hay không? Bởi vì nó đụng chạm với chính phủ Mỹ. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là ông Donald Trump ông sẵn sàng đấy. Ông dám nói là FBI là cái tổ chức chuyên môn xếp đặt những cái chuyện giả tạo lên không? Ông Donald Trump ông dám tới đó. Ngày hôm qua ông còn tuyên bố rằng ông bảo ông chê trách cái ông cảnh sát mà biết cái thằng hung thủ đi vào trong trường học cầm súng mà cảnh sát không dám chạy theo. Thì ông bảo rằng á, nếu mà ông biết á, ông không có súng ông cũng đi nữa. Ông ngang tàng lắm. Vâng, thì nói chuyện thêm cho các bạn biết về cái vấn đề này. Và trong mấy ngày nữa là chúng tôi sẽ, khi mà ở Việt Nam về, chúng tôi sẽ gửi các tờ báo LA Times, Orange County Register hoặc là Voice of Orange County những cái bài viết bằng tiếng Anh của những cái tổ chức Việt Tân. Của độc giả các bạn sẽ hành lại thôi. Còn tôi thấy rằng đây là một cơ hội cho nhà nước Việt Nam tiếp tay với Nguyễn Anh Tú. Nhưng mà tôi nói Nguyễn Anh Tú, cháu đừng có hy vọng. Việt Nam khôn lắm, họ không dính vào cái vụ này đâu. Dính vào như vậy thì vô hình chung là mình tắt tay anh Mỹ. Mình đụng vào CIA, đụng vào Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong khi bây giờ Bộ Quốc phòng Mỹ đang gửi cái tàu sân bay tới Việt Nam đủ hết rồi, tặng thêm mấy cái tàu Hamilton. Cái tàu Hamilton á, tôi phỏng vấn ông tư lệnh của lực lượng cảnh sát biển, ông nói rằng cái tàu Hamilton Mỹ nó tặng cho chúng tôi 6 tàu lớn hơn bất cứ cái tàu nào hải quân Việt Nam mình đang có. 6 chiếc tàu đó. Thì trong